Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Dân Việt, hôm 8 tháng 6, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hội đồng kỷ luật của đơn vị vừa họp và đưa ra hình thức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông TBT, tên viết tắt, Phó trưởng ban phong trào do say xỉn và có hành động phản cảm trên đường phố. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu ông TBT viết bản kiểm điểm, tường trình sự việc để họp và đưa ra hình thức kỷ luật theo đúng quy định đối với hành vi của cán bộ này. Đây là lần đầu tiên ông T để xảy ra vi phạm liên quan đến đạo đức của cán bộ công chức. Qua đó, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm do say xỉn và bày tỏ sự ân hận. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao ông T không bị kỷ luật ngay sau khi xác minh vụ việc. Theo lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, việc xử lý đối với ông TBT phải thực hiện theo quy trình, không phải nói kỷ luật là kỷ luật ngay được. Vị lãnh đạo này có chia sẻ, anh em đang làm các quy trình theo đúng hướng dẫn của pháp luật. Chúng tôi phải họp hội đồng kỷ luật để kiểm điểm rồi mới ra quyết định được. Hiện còn phải chờ đánh giá, xác minh lại sự việc xem có tình tiết gì khác không. Trước đó, người dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn kèm hành động phản cảm tại một điểm du lịch, ghi nhận của VTC News. Qua tìm hiểu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 5 tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm, đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế. Thời điểm trên, vị khách này có dấu hiệu sử dụng rượu bia và không làm chủ được bản thân nên được chủ thuyền và người dân hỗ trợ đưa từ thuyền rồng dưới sông Hương lên bờ để nghỉ ngơi tại nhà của ban quản lý bến thuyền. Tuy nhiên sau đó, người đàn ông này cởi áo và quần dài mình đang mặc, liên tục la ó, chửi bới với những từ ngữ khó nghe quậy phá khu vực bến thuyền. Lúc này, ngoài người dân địa phương, một số chủ thuyền, nghệ sĩ biểu diễn ca Huế còn có nhiều du khách qua lại chứng kiến. Không chỉ thế, vị này luôn miệng nói những câu khó nghe. Nhân viên bến thuyền cùng người dân khuyên can không được nên đã tìm cách liên lạc với người thân của người này để đưa về nhà. Người này sau đó được xác định là ông TBT, Phó trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều ngày 2 tháng 6, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã nắm được sự việc. Đơn vị đã yêu cầu ông T viết bản kiểm điểm tường trình sự việc và sẽ họp kỷ luật đối với ông T. Sau đó, sáng ngày 3 tháng 6, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý kỷ luật với ông TBT đang giữ chức Phó trưởng ban phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, là nhân vật xuất hiện trong clip nghi say xỉn, cởi áo và quần dài rồi ngồi bệt giữa đường gây phản cảm được người dân ghi lại. Đến chiều ngày 7 tháng 6, ông TBT đã viết bản tường trình về sự việc. Qua đó, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm do say xỉn và bày tỏ sự ân hận. Đây là lần đầu tiên ông T để xảy ra vi phạm liên quan đến đạo đức của cán bộ công chức. Chiều ngày 6 tháng 6, thông tin từ báo Dân Việt, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông đã ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy liên quan đến việc lái xe khi uống rượu còn đe dọa dân. Theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Trung tá Nguyễn Thành Nam bị điều chuyển công tác, nhận nhiệm vụ khác tại Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trưởng Công an phường Bãi Cháy áo trắng có hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức sau khi xảy ra va chạm giao thông. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút rưỡi ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo trắng có biểu hiện say rượu, chửi mắng và đòi đánh một người đàn ông mặc áo ba lỗ. Clip ghi lại hình ảnh hai ô tô đối đầu nhau, người đàn ông áo trắng sau khi chửi mắng, xô đẩy đòi đánh người mặc áo ba lỗ thì nói lớn xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy. Chưa dừng lại ở đó, người này còn đòi bắt đối phương. Toàn bộ sự việc được người dân dùng điện thoại quay clip rồi đưa lên mạng xã hội. Công an thành phố Hạ Long đã tiếp nhận thông tin, xác minh danh tính người đàn ông tự xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy và xử lý theo pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn xác nhận với báo chí, người đàn ông trong video lan truyền trên mạng xã hội đúng là trưởng công an phường Bãi Cháy, Trung tá Nguyễn Thành Nam. Cụ thể hành vi và diễn biến sự việc,
phía thành phố Hạ Long đang giao cho công an xác minh, báo cáo thành phố. Khi nào có thông tin cụ thể hơn, thành phố sẽ thông tin chi tiết. Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Hạ Long cho hay, còn theo lãnh đạo công an thành phố Hạ Long, đơn vị đã nhận được thông tin và đang cho cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ. Trước mắt, công an thành phố Hạ Long đã tạm đình chỉ công tác và yêu cầu ông Nam báo cáo giải trình cụ thể. Nếu sai phạm là đúng như trên clip, công an thành phố Hạ Long sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 22 tháng 5, ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị thông tin kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Bí thư chi bộ, trưởng Công an phường Bãi Cháy. Cơ quan kiểm tra kết luận, ông Nam đã có một loạt vi phạm, khuyết điểm gồm thiếu gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ công an, vi phạm quy định của Đảng và quy tắc ứng xử của ngành công an. Đảng ủy phường Bãi Cháy đánh giá các vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thành Nam đã gây nên hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền, đơn vị nơi sinh hoạt và công tác, làm xấu hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy phường Bãi Cháy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long họp thảo luận, thống nhất biểu quyết thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Nam bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp trao đổi với cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý về hành chính theo quy định và điều chuyển bố trí công tác khác đối với trung tá công an này. Theo thông tin từ VTC News, chiều ngày 18 tháng 5, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, để xác minh làm rõ hành vi sử dụng rượu bia rồi xảy ra xô xát với một người dân. Hiện các đơn vị đang tiếp tục xác minh làm rõ. Nếu xác định cán bộ có sai phạm, thì chúng tôi sẽ cách chức đối với trưởng Công an phường Bãi Cháy, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, vào tối ngày 17 tháng 5, tại đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Vụ việc khiến hai ô tô bị hư hỏng nhẹ. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng hai tài xế ô tô sau đó đã có lời qua tiếng lại. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh trung tá Nguyễn Thành Nam đang giằng co với một người đàn ông. Theo người đăng tải clip, vị trưởng công an phường Bãi Cháy nghi say rượu, có những lời nói tục chửi bới, thách thức người đàn ông đối diện, thậm chí còn ra tay đánh người nhưng đánh trượt. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều người tỏ rõ thái độ bất bình và rất bức xúc trước hành vi của vị trưởng công an phường Bãi Cháy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.